Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Rồi rồi. Em thấy mạng bên thầy cứ mờ nhũn nhẽo. Rồi, ổn rồi đấy. Vâng. Dạo này mập ra nhỉ? Đợt này em đang béo thế. Phát tướng ra. Cách đây mấy tháng nhỉ? Mấy tháng làm lễ với Bình nhỉ? Chắc là khoảng tầm 2 tháng rồi đấy. Hơn 2 tháng lúc đấy là vợ chồng bạn đã có ý định muốn bỏ nhau đúng không? Đúng rồi ạ, lúc đấy kiểu như là chuẩn bị ly dị. Tan vỡ luôn rồi đấy. Chuẩn bị tan vỡ luôn. Đấy là chắc bạn lên kênh YouTube bạn theo dõi mình, thấy mình xem cho khách hàng đúng không? Rồi cũng có làm lễ hóa giải được đúng không? Đấy là bạn đặt lịch coi thì mình soi trong cái lá số tử vi của bạn là số bạn là số 3 đời vợ. Đấy rồi đợt đó làm lễ luôn, vậy là 2 tháng trước, vậy rơi tầm khoảng là tháng 4 nhỉ? Vâng, khoảng tháng 4. Bây giờ thấy chuyện vợ chồng thế nào rồi? Bên vợ chồng em thì nói chung là cũng coi là ổn định rồi, cũng không như ngày trước đấy. Cho nên bây giờ kiểu nhìn em ấy béo tốt này. Lúc trước thì nhìn gầy sọp ra đấy, bây giờ là vợ chồng không có khắc khẩu nữa, hòa thuận rồi, không có bỏ nhau nữa thì yên rồi, nhìn béo tốt rồi này, da trắng trẻo này, hồng hào đấy này. Quá ngon rồi. Ngày trước kiểu ngày nào hầu như là 2-3 ngày cãi nhau, kiểu mình không còn tâm trạng gì ăn uống, hay là không còn tâm trạng gì làm. Thì là kiểu người nó suy sụp. Bây giờ thì vợ chồng em cũng ổn. Đấy, chúc mừng đấy. Vâng. Nhiều bạn ấy cũng thắc mắc bảo thầy ơi làm lễ từ xa có được không, không cần tới nơi tới chốn có được không. Đấy, bạn có cần đến tại nhà đâu, chả cần đến tại nhà. Vâng. Gửi miễn đầy đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và tất cả thông tin là mình có thể làm từ xa được. Hiểu chưa? Đấy như kiểu là giống trong phim Tôn Ngộ Không là sao nhỉ, gọi là bắt mạch sợi tơ đấy, đứng từ xa mà đoán bệnh đấy, rồi chữa bệnh luôn đấy. Thế thôi, chúc mừng cho bạn nhé. Trong buổi coi ngày hôm nay thì mình thấy bạn phản hồi một cái tin như vậy, mình cũng xin rất là xin chúc mừng. Bạn ở đâu đấy nhỉ? Em ở Lai Châu ấy. Ở Lai Châu. Quan trọng nhất là chuyện vợ chồng, gia đình là cái nôi, hiểu chưa? Gia đình mà yên ổn thì nó sẽ là cái chỗ dựa vững chắc, dù có khó khăn kiểu gì cũng vượt qua được. Mà làm lễ này xong là tự nhiên vợ chồng, nói chung là vợ nó đỡ cau nhau hơn đúng không? Đúng rồi. Kiểu ngày xưa có cái chuyện gì nhỏ nó cũng làm lên thành chuyện to, xong vợ chồng cãi nhau. Bây giờ là vợ hiền hơn rồi, hiền như cún rồi. Và đúng bây giờ hiền hơn đấy. Nói gì nghe đó, thôi thế chúc mừng thôi. Mình bắt đầu nhá, vào buổi coi ngày hôm nay luôn nhá.